Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Một Mái Nhà, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Một bữa trên đường gánh trái cây đi bán dạo, con Bèo nó gặp tôi, mừng quá, lâu lắc quá chừng rồi. Bèo rối rít mời tới nhà chơi, mà cái giọng của con bạn, trời ơi, nó tươi rói giòn tan, sung sướng, tự hào. Bèo dặn dõi theo cho tới khuất người khuất bóng mới thôi. Nhớ nghiêng, Tư, rảnh vô nhà tao quậy cho đã một bữa, muốn chiên bánh xèo cũng được, không thì tụi mình nấu chè khoai môn ăn. Rồi nó cười hực hở, rạng rỡ, như thể nhà nó là một thiên đường. Ai mà về nhà nó nằm tuốt ở trong con hẻm cỏ sau lưng siêu thị. Đó là một con hẻm dài, hẹp te, tối tăm, sình bùng ọp ẹp, ngoặt trái, ngoặt phải. Mỗi lần ngoặt thì nhà cửa hai bên lại nhỏ đi một chút, làm cho người ta tuyệt vọng đi một chút. Điều này tới cuối hẻm thì chắc nhà chỉ còn bằng cái miễu ông Tà. May nhà của con Bèo cũng không tệ đến mức như vậy. Tổ ấm đó đủ để một bàn thờ kê trước chiếc giường đôi, còn thừa một chỗ trống để dăng chiếc võng sát góc nhà. Phía sau có kê tấm đan làm bếp, gần đó thì đặt cái bàn ăn cơm nhỏ xíu với hai chiếc ghế ba chân, để đâu cũng lúng vì nền đất ướt chèm nhẹp. Vách nhà thì được dựng bằng những tấm kẽm đã phơi bản ở nhà in. Chồng nó làm việc ở đó, chi chít thơ. Hỏi con Bèo thơ viết gì, nó cười, mày biết mà, tao học tới lớp 6 là nghỉ ngang, chữ xuôi đọc còn trậm trầy trậm trật, nói chi để chữ ngược ngạo vậy. Tội nghiệp, sống giữa cái thế giới thơ mà không tận hưởng được. Mái thì lợp bằng lá cũ mềm, ngửa cổ đã thấy lấp lánh trời sao. Nước bưng ra để cái cột, khách chưa kịp uống thì lá một đã rớt vào, nên nghe trong nước có mùi thơm lá lắm. Con Bèo cười, chồng tao ảnh nói để lãnh lương tháng này mua lá lợp lại, chứ đâu để dày hoài. Tôi tới chơi một lần, tự dưng nghe buồn, nghe thất vọng quá trời quá đất, nghe trong lòng có một chút ghen hờn. Con Bèo thì học hành lỡ dở, nghề nghiệp cũng chẳng cao sang, sao nó lại ngộ chữ tri túc, còn mình thì không. Tôi cũng có nhà lớn hơn một chút, đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng chẳng bao giờ tôi biết hãnh diện về nó. Nhiều lúc bạn bè nói dèm, bảo để tới nhà nhỏ Tư chơi, tôi bàn ra, nhà em khó kiếm dữ lắm mấy anh ơi. Bạn gạt phăng đi, vì thương tôi quá mà. Không sao, khó mấy có lòng cũng tìm ra mà. Tôi rúi biên ở trong bụng, giả đò nín thinh như người điếc, nghĩ thầm, nhà mình thấy ghê. Nhà tôi nằm ngang chợ phường, quay lưng với sông, ngửa mặt đón bụi đường. Trong nhà thì không có lúc nào mà ngớt tiếng xe. Tàu chạy, tôi ngồi viết văn ở đó, giữa cái tiếng động chói khắc khủng khiếp của tàu xe, tiếng nhạc nhùng nhằn từ xe kẹo kéo, tiếng những người đàn bà bên chợ cá cự cãi nhau. Đứng ở đằng trước thấy thông thống ở đằng sau, toàn toàn một cái bếp thấp tè, chiếc máy giặt cổ mỗi lần giặt thì rung cả còng cả cưỡng. Con người còn đề nghị cho mượn để cầu số. Chèn giữa lối cầu thang lên gác xếp, với nơi để máy vi tính là một cái bàn ăn. Cho nên ngồi một chỗ tôi có thể vừa truy cập internet mà vừa ăn cơm, hoặc quay lưng lại xem TV. Trên vách thì lỏng chỏng nồi niêu xông chảo, lọ nghệ ấm đen, dài theo đó là bóng 37 hàng đinh, treo lũ khủ những thứ mà ở dưới đất không có chỗ cất. Đồ đạc bằng cây thì cũ kỹ, gãy bản lề, bằng kim loại thì xét nghẹt, thấy mà rầu. Đụng tay vô đâu cũng gặp bụi, lau hôm trước thì hôm sau bụi lại đầy. Mùi gió nam hay gió chướng, trước nhà ai cũng tả tơi giấy vàng bạc giỏ tràm. Bữa trưa mà đi làm về thì lại lính quýnh chạy đi, hỏi làm gì gấp, bảo chạy về thăm ngoại,
Nói vậy cho nó tử tế, chứ không lẽ nó giọt vô trong ấy để ngủ. Ở đây nóng quá, chịu gì thấu. Tôi chỉ nhớ nhà những lúc đi xa, đi lâu. Cái chính là nhớ người ở lại, ở một vùng đất heo hút nào đó, nửa đêm thức dậy, nghe tiếng gà gáy, tiếng con chim kêu thảng thốt, gió ngào ngạt hương hoa bưởi, hoa cao. Tôi nhớ cái tổ ấm của mình. Giờ này ở đó chẳng có gió mấy gì đâu. Thằng nhóc ở cạnh nhà thì chắc là đang chạy rầm rầm ở trên gác. E là nó đã bị hỏng cái đồng hồ sinh học. Những người phục vụ quán nhậu bên kia đường thì đang dọn dẹp. Tiếng chai rỗng vọng xuống đáy thùng con cốp. Rồi tất cả đều im lắng lại, nhường cho tiếng chổi đêm xao xác. Tôi chân thành cảm ơn những cuộc đi xa. Nó làm cho tôi biết nhớ nhà. Miễn là nhà của mình, thôi thì sao cũng được. Một bữa trèo lên tầng thượng cao ốc của ngân hàng, tôi nhìn về phía nhà, nghe gió thổi qua mặt, gió tràn vào lòng, nhận ra nhà của mình nhỏ nhoi, chật chội quá trời đất. Gì mà mái nhà thì hẹp te như chiếc chiếu bông, rõ ràng là người ngồi trên cao sẽ nhìn đời bằng đôi mắt khác. Ôi chà chà, không biết chừng nào mình mới có được một căn nhà đủ rộng, có cái cửa sổ đón gió và nắng trời, có cái sân trồng dạng bông giấy, có phòng riêng cho con. Thì cũng phải sinh con chứ, chừng dài ba đứa. Có chỗ cho tụi nhỏ đạp xe ba bánh chở nhau. Trên vách thì treo cái tấm hình đám cưới, treo cái gương dài để mặc đồ mới đứng ngắm nghía chơi. Ở đằng trước thì đủ rộng để đặt bộ ghế salon cho khách ngồi, khoe cái kệ chật những sách báo. Ngoài sau thì đủ sáng để bày biện nấu nướng cúng dỗ cha mẹ chồng. Sau nữa là mảnh đất nhỏ trồng cải, ớt, hành, vài thứ cây ăn trái như ổi, cóc, xoài, hệt như mảnh vườn của má. Rồi chim về chim hót, rồi gió về gió thơm mùi cỏ mùi cây. Tôi sẽ mang đá sỏi rơm rạ vào nhà, nuôi cá ly thia, thả bèo vô chậu. Ở chỗ cái hồ dưới giếng trời, tôi trồng bụi năng, bụi lát, bụi bông súng quê nghèo. Đất có nơi hẹp khổ, nhưng không sao, tôi sẽ xây nó lên cao, cho ai đi qua tới đây cũng phải sững vững ngạc nhiên kêu lên: "Wow, nhà của ai mà bảnh quá ta?" Lúc đó tôi sẽ ưỡn ngực ra mà rằng: "Có ai trồng khoai đất này, nhà tư tôi chứ ai." Nhưng chừng nào thì mình mới có được một cái nhà như vậy kìa. Biết chừng nào, chừng nào, chừng nào. Câu hỏi đó cháy bỏng ở trong lòng. Chạy xe ngang qua nghĩa địa Triều Châu, tôi tần ngần ngó như ngôi mộ nằm chen chúc trong nắng chiều. Nghĩ người chết rồi, nằm thẳng cẳng, không biết trời trăng gì rồi mà xây cất chi cho long trọng vậy không biết. Phải chi nhận tiền nhuận bút được 120 ngàn, mua sách thì hết 100. Tôi buồn thiêu thiểu. Vậy là xong hai bao xi măng, mất 150 gạch, bay dèo một khối cát. Thấy mình tuyệt vọng một chút. Có lần đi công tác, đứng ở trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào: "Trời ơi, chỉ cái chỗ này thôi mà còn sang trọng hơn, còn đẹp hơn nhà mình nữa." Rồi tới chiêm bao, tôi cũng thấy căn nhà mơ ước. Nhưng vía vừa tới cửa thì bỗng còi rút liên hồi, giật mình tỉnh giấc, nghe xà lan ngược nước ràng rạc đi qua. Nhớ giấc mơ dang dở, tôi tiếc quá chừng. Con bèo nó nghe chuyện, nó cười quá trời quá đất. Nó nói tôi là điên nhà. Nó cười mà lòng nó đau như thắt, nghĩ tội nghiệp cho con bạn nông cạn dại khờ. Mấy cô bạn ở sát nhà nó cũng qua chơi, cũng rười rượi bảo không phải có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc đâu. Mấy thằng đàn ông hay rủ tụi tôi tới nhà tù ti tú tí, thằng nào cũng giàu, không giàu sao có tiền bao gái. Con bèo giải thích với tôi, tụi nó bán bi ôm, rồi một mai khi son phấn rã rời, khi ngày cùng đêm tận, có mái nhà nào đón họ về không, dù bé bỏng chật chội như tổ ấm của con bèo. Vậy thì cảm ơn bèo nhiều lắm lắm. Con bạn nghèo ơi, nhờ gặp ở đây giữa xóm lao động này, nhờ ánh mắt nụ cười của bạn, tôi ngộ ra rằng hạnh phúc
không ở những ngôi nhà sang trọng, tự mình thấy đủ, dù chòi tranh vách lá, dù ở dưới dạ cầu cũng vui. Có những ngôi nhà cao rộng mà lạnh lẽo, vô hồn, có những mái lá đơn sơ mà nồng nàn, đượm khói. Ô la la, gặp mưa giữa đường, có chỗ cho ta về, có người đưa tấm khăn để lau tóc ướt là đã lắm rồi, đừng có lãng mạn mong ước xa vời. Tôi về đứng trước cửa nhà mình, ngơ ngác yêu thương như con chim mà lâu lắm mới tìm lại tổ. Nỗi vui cồn cào tới mức muốn mời ai đó tới nhà chơi ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi sẽ dán mớ đồ đạc bề bộn ra như khỏa mặc áo bèo, mời bạn ngồi, và biết khi bạn đứng lên ra về, nó sẽ bừa bộn như cũ, giống hệt bèo. Nhà hơi tối, hơi ngộp, đừng lo, tôi sẽ mở cửa sau, nhìn ra sông nước sập sờn. Nắng bừng qua cửa, gió phơ phất từng cơn, mát rượi. Chúng ta sẽ ngồi ở đó, cắn hạt dưa, cười tỏ mở, nói những câu nói thật lòng, đùa những lời ý nhị. Chúng mình ngồi ở đó, ngó về sông, kia những chiếc ghe khẩm lừ chở mấy con chó nghênh mặt sổ giang trong buổi chiều đỏ thẫm. Hỏi người cầm lái, nhà anh là chiếc ghe nhỏ đó, hay nhà anh vẫn còn xa, xa ngái? Giờ đó, sâu trong hẻm cỏ, chắc con bèo đang nhen lửa, chồng nó thì do cơm. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.